thì cô nghe hàng trả lâu nghề page cho mà mong thì email bỏ ra cô thì hotspot gì à mà bây giờ inbox còn là tính nộp lấy sự báo về việc mà chụp bài nhưng sau sẽ tiền theo ông làm nè bây giờ mà thì con có hóa sinh ở thể mà sẽ inbox inbox mà cô ạ cái channel chị trên đài này gọi thì à rồi nhưng mà thì cô ấy Facebook của chị mà là email của chị mà là rồi nhưng mà thì có mẹ channel như vậy đấy thì nhà mà email của chị thì là bà đấy messenger của chị thì là nhà đấy nó bây giờ thì submission form thì là chị thì là nhà bà đấy nhưng sau messenger chị bà đấy messenger đó thì xong cô ấy Facebook này anh còn là người nhà bà đấy mà cô là chị này page ba a page ba cô bên này page này còn là lúc chưa nào đấy cô lúc chưa này page cô còn là lúc gì à đấy thì nhà mà thì quy trình mọi quy trình á của bà về information cho chưa nào đấy cái đồng nhiều intro chưa nào đấy gọi là thì nhà mà bố mẹ quy trình bảo sao mà quy trình nhà ô trang bị lưu ạ đấy next step anh này cháu tôi thì à cháu Instagram bài chụp ảnh thì mama cô lúc chưa này sẽ cần lâu mà tôi sẽ cần lâu what ý ra đó cần ta chơi gì vậy thì mama cô lưu xin để bông phản bài cái sao mà in sao bài để mình lưu nhà vậy thì đó thì conversion ability assign owner vô nó đưa vô assign cha mà lấy số nào tất cả đấy thì mình lưu nhà vậy em mà specific user gì lấy nhà đấy tham mong team như lấy nhà vô nó ví dụ nó thì à lấy thì connect messenger inbox connect lâu ta lấy thì qua bị chụp ảnh